Chào các bạn, hôm nay trong video này mình sẽ bày cho các bạn cái cách để mà tạo ra một cái campaign push notification ở trong cái platform Signal để mình gửi hết tất cả những cái tin gửi tất cả những cái tin nhắn hàng loạt đến tất cả cái user của mình. Trong cái tài khoản này thì mình có một cái app có hơn 50k user ha. Thì mình sẽ demo cho các bạn là mình sẽ gửi hết tất cả những cái một cái tin nhắn là một cái thông tin đến 51 cái user này mình đã có này, 51k user mình đã có này. Thì cái cách thức hoạt động nó như thế nào và mình sẽ tạo cái campaign để mà boost notification, gọi là để mà gửi hết tất cả những cái thông điệp, cái tin nhắn của mình cập nhật cho tất cả user này như thế nào, thì mình sẽ làm từng bước cho các bạn xem ha. Click vào trong cái ứng dụng đó rồi sau đó ra các bạn dashboard như thế này. Sau khi ra các bạn dashboard này thì các bạn xem là phần surprise trend này, thì trong cái app này nó gồm có 41,9 nghìn surprise là những cái user, những cái user đã đăng ký vào cái phiếu này rồi ha, trong cái phiếu OneSignal này rồi. Thì bây giờ mình sẽ gửi một tin nhắn để remarketing, để đánh thức người dùng mở cái app của mình ra để mà sử dụng. Các bạn click vào new boost. Rồi sau khi click vào new boost thì hiện ra một cái giao diện là new boost notification ở đây. Thì ở phía trên message name thì mình sẽ đặt cái tên campaign của mình ha, ví dụ như là test campaign đó, hoặc là các bạn đặt một cái tên gì đó được. Rồi sau khi các bạn đặt tên cái phần message name rồi thì cái phần 1 là audience, là chúng ta send những cái người, cái user đã subscribe ha. Ok, còn cái phần thứ hai là phần message, thì nó gồm có các phần title và message là cái tin nhắn. Thì cái phần title mình ghi hoặc là không ghi cũng được. Nhưng mà trong cái video này mình chỉ có demo cho các bạn phần là message thôi. Thì mình sẽ điền cái nội dung ở trong này. Thì tất cả nội dung trong phần message này thì nó hiện thì lên ở trong phần demo cái review của cái ứng dụng ở bên phải này ha. Mình ghi này, ví dụ 2. Đó, mình ghi là please chat now. Please chat new update, new feature ha. Ok, đại khái như vậy, mình ghi demo thôi. In this app nha. Ok. Rồi. Ok, in this app thôi, để cho nó tích cực khoảng nó thấy được trong cái phạm vi của cái old push notification này thôi nè. Review ở bên này ha. Phần review này mình sẽ thấy được cái nội dung của mình như thế nào, nó hiển thị ở trong phần notification ở trên điện thoại ha. Tiếp theo cái phần image, thì image này là cái hình ảnh, thì mình có thể là chọn một cái hình ảnh nào đó để làm cái đây, ví dụ như mình chọn cái hình ảnh này để làm cái banner cho cái tin nhắn hấp dẫn hơn, để kêu gọi được user khi mà thấy được cái tin nhắn của mình nó hiển thị ở trên cái điện thoại của nó, của họ, thì họ sẽ click vào để mà xem ha. Đó, rất là, vì cái banner này rất là quan trọng ha. Các bạn có thể là thiết kế cái banner của hình ảnh làm sao cho nó bắt mắt và sáng tạo, và thu hút được người click vào, thì mình cái tỷ lệ conversion, tỷ lệ chuyển đổi click vào rất là cao trong một cái chiến dịch về boost notification này. Trong phần launch URL thì đây là một cái link mình có thể là sử dụng một cái link app của mình để họ mở ra ha. Ví dụ mình search cái từ là file manager, mình sử dụng một cái ứng dụng demo này ha. Ví dụ mình sử dụng cái ứng dụng này, rồi sau đó mình copy cái URL dán vào đây, thì khi user nó thấy được hình ảnh này click vào thì nó mở ra một cái link này ha. Đấy. Cái phần icon, thì cái phần icon này thì mình có thể lót một cái icon của ứng dụng của mình vào ha, cho nó đồng bộ. Rồi, ok.
Thì cái icon này là hiển thị á, để cho nó thấy á, thì chúng ta cần phải tắt tắt cái rồi kéo xuống dưới này thì hết rồi, mình có thể setup như vậy thôi ha. Đây thì các bạn sẽ thấy được cái tin nhắn, và còn cái phần dưới deliver skill này nè, cái phần cái lịch lịch trình để mà gửi tin nhắn này, thì chúng ta tích vào cái Intel Legend Deliver, đây là cái mình gửi thông minh, thì gọi là cái tin nhắn này mình sẽ gửi khi mà thời gian nào mà user đang sử dụng điện thoại của họ, thì cái tin nhắn mình có thể là tích tích tin tin nó gửi về trên cái điện thoại mình đang mở ha. Thì có thể là đây là cái option mình nên chọn như vậy. Và vì mình có thể là tắt đi cái URL của cái hình ảnh thì nó sẽ hiển thị lên cái icon thôi đấy, nhưng mà mình có thể là sử dụng cái banner này để tạo ra cái sự thu hút hơn. Xong rồi, sau đó mình set up demo xong hết rồi thì mình sẽ chọn review và send. Như vậy là mình sẽ hoàn thiện cái phần set up cái hình ảnh và cái content nội dung của một cái campaign của push notification.